Hello, chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Anh Thời Đại. Rồi, hôm nay có ai có ý tưởng gì mới mẻ quay cho bạn xem không? Đấy. Năm mới. Em có là thầy. Nhanh đi. Em chưa kịp nói luôn. Buồn gì dữ. Tôi nhanh hơn có bự rồi. Năm mới phải có ý tưởng gì hay nha. Hay đúng không thầy? Hay mới được á. Sáng tạo nữa. Đúng rồi. Lắm rồi mấy anh em mình chưa quay cắm trại hả thầy? Ừ. Thầy quay ăn uống phải không? Tôi biết. Không phải. À, mấy anh em mình quay cắm trại trường học Quang đi thầy. Quang hả? Quang hả? Được không? Nhưng mà cắm trại trường học Quang là mấy anh em mình phải cần có địa điểm mới cắm trại được chứ thầy. Đúng rồi thầy. Ừ, quan trọng là cái địa điểm á. Đúng rồi đó. Nhưng mà em có địa điểm em mới nói mấy này thầy. Có không? Có. Ở đâu? Bữa em lái bài em thấy trường học Quang bự dữ lắm. Phật ơi! Phật! Anh em mình đi du lịch luôn thầy. Máy bay mà thầy. Em bị ảo tưởng hả? Gì vậy? Ở đây làm gì được lái máy bay mà đi du lịch? Ủa chứ lái máy bay vậy? Máy bay thuốc của người ta. Thầy tưởng em nghĩ sao là em lấy máy bay đầu chơi thì được. Em tưởng lấy máy bay anh em mình đi du lịch luôn. Đúng không rồi. Ở này nữa. Ở đây đâu có được đâu mà máy bay đáp. Ừ. Nói chung là sáng sớm là em chưa tỉnh ngủ nữa em ơi. Em hiểu mà. Tôi tưởng nãy là phi công không. Nó có làm phi công. Phi gì? Phi công máy bay B-52. Là sao? Lúc nào nó cũng thả bơm hết á. Nó kiện cân. Công nhân tuốt mà. Nhà có lái máy bay là đúng rồi đó. Đúng rồi. Ê mốt bớ ăn khoai lang lại nha. Nhưng mà thôi thầy ơi, em không đi đâu. Gì nữa? Ở mấy cái trường học hoang toàn là Dông Nhi không à. Dông Nhi? Đúng rồi. À là Dông... À, là hai Nhi á thầy. Ma ha. Dạ. Thầy ơi, thầy cứ nói từ Ma cho thầy. Thầy nói Dông Nhi là nó ok lắm mà từ Ma nó nặng lắm. Đó, trường học bự không? Bự lắm thầy. Bự lắm. Cái mối từ lưa hết đó. Em cũng không đi đâu. Em cũng đi hả? Em sợ ma lắm. Trời ơi. Ôi. Hai chị em giống nhau ha. Hai đứa quên là còn chị hả? Chị sẽ bảo vệ hai đứa. Thầy ơi, em tin chị Trang nè, mai gặp chị Trang chắc chạy luôn á. Không, bữa nay dắt chị Trang đi gặp ma. Gặp ma đi. Là chị Trang là ma đi dắt ra ngoài trường học gặp ma. Ê, nói mặt em như ma vậy. Nhưng mà chị không em thấy được đó. Thầy kỳ quá à, đã em không muốn nói thầy còn nói ra nữa. Ừ, rồi, em nói gì? Thầy nãy em nói làm em quên luôn. Nhưng mà giờ em vẫn nói. Nói đi. Em thấy trường học quen được á thầy. Em chưa thấy nữa rồi. Sợ ghê chứ. Rồi hôm nay anh em mình nói chung là lâu rồi mấy anh em mình chưa làm cái cắm trại nhà quan. Ủa lộn, trường học quan. Dạ đúng. Nên là hôm nay ý tưởng này rất là hay. Cho nên thầy sẽ đợi ý tưởng. Đúng. Không, thầy sẽ chốt ý tưởng này. Sao mấy đứa có ai có cái khó khăn gì đi cắm trại trường học không? Em có đầu tiên nè. Họ cho Khang trước đây. Nhiều ma nhưng mà mình phải đem nhiều ăn nữa mới họ không sợ. Ok, nói chung là đồ ăn không thiếu. Tiếp. Hãy nhớ đem nhiều đèn nha. Ok, đèn thì nhiều nhưng mà không biết được nó tắt lúc nào. Rồi gì nữa? Còn em thì phải em theo serum trị mụn cho thầy. Không liên quan. Rồi ok, tóm lại là hôm nay anh em mình sẽ quay cắm trại trường học Quang. Yeah. Không để bàn chờ lâu nữa anh em mình. Let's go. Let's go. Rồi nói chung là sắp tới rồi mấy đứa, mệt không? Mệt chứ thầy. Mà hôm nay thầy cho mấy anh em đi thỉnh kinh phải không thầy? Đi thỉnh kinh luôn. Rồi đây là cái trường nè các bạn. Đó. Đó bạn thấy cái trường thấy ghê không? Công nhận thằng Trọng mới kiếm chỗ đúng thiệt thầy ơi. Sao đúng? Y như ý em luôn. Hả? Trường quan là phải gì nó mới gọi là quan nè thầy. Ừ, có một nhưng cái trường thôi. Nhưng mà có cái này đã hơn nữa nè. Đó em đó. Gì chưa? Thầy cho anh em mình ăn dữ lắm nha bạn. Dữ không chưa? Dữ nhưng mà hai em ginh hơi cực nha. Em thấy đồ nghề nhiều hơn đồ ăn. Nhưng mà muốn ăn nhiều là phải ginh nhiều mới ăn đúng nhiều rồi. Chứ thầy. Đúng rồi, cho nó nói chung là tiêu hao năng lượng mới nạp vô. Nhưng mà anh điên này bị thiếu canxi. Rồi, dạ anh em mình tiến lại phía trước nha. Dạ. Let's go. Bỏ đồ xuống đi anh em ơi. Vô. Chết rồi, gãy cái chuối luôn. Quá. Bỏ đồ xuống đi. Thiệt chứ quậy quá thôi ơi. Em xin lỗi thầy. Nhưng mà trường này quen của thầy em nhìn cái là em sợ đó. Cái gì? Đúng rồi. Trường này quen của em nhìn cái là em sợ thầy. Sợ sao? Thấy nó gùng gùng gợn gợn nhá thầy. Thì cái trường này thì nguyên cái khu vực này không có nhà luôn nha các bạn. Toàn là lú bọng được không có cỏ voi không mà. Đúng rồi. Ừ. Trường này hơi âm u xíu thầy ơi. Nhưng mà không sao, cái trường này còn có cái nóc để nở. Chứ không lẽ không còn em. Chứ trường kia không có nóc rồi. Vậy là tối nay em ra đây ngủ mình. Ừ. Ừ. Cũng được. Em ngủ ở chỗ mà em ra đây ngủ. Chỗ đâu ngủ? Ờ.
Tại mình dẫn lễ mới ngủ được chứ. Dạ bữa chuối em ngủ đi nè. Chuối ngủ đi mê. Mà nói tới cái chuyện quan là phải có cái những người mà phước mặt phước mày á thầy. Đúng. Thì có những người phước mặt phước mày thì sẽ có em. Em đã đem theo me. Này nó khuất mày là không, em còn em chưa liễm mà. Me. Em chưa liễm mà em khuất mặt phước mày vậy? Là em đem theo me là em che lại á thầy. Em che lại em lấy cái chổi em quét. Nhìn mấy này quen ta. Đồ chơi hay em? Dạ thiệt mà thầy. Thì sao anh thầy thấy nó như bong bóng như mũ. Luôn hàng giỡn cái nè. Cái này ở đằng trước cái nhà mình đó thầy. Cái này là bên trong của trái ớt của Thoại thầy. Ở đâu ra? Ở đằng trước cái liệu mà hồi bữa anh em mình quay clip trang trí Tết đó. Trời ơi. Hết nói luôn. Đúng mà anh ta đeo tỏi ai đeo ớt chứ đâu. Anh đeo cái này mới đúng nè. Nó này mới đúng nè. Nói bự cái đầu của anh á. Anh thầy ơi. Cái gì? Người ta thường thường nói là đeo tỏi thiệt mới trừ được tà. Còn này tỏi giả trừ được gì thầy? Đây nè, tỏi thiệt đây nè. Nè, từng tép mình lột ra nè. Gặp ma là vậy nè. Trời hả? Dạ. Chứ không phải chỗ ăn hả? Dạ không. Trời chứ thầy. Trời lãng mai sợ, trời lãng mai sợ rồi. Ok. Nói chung là hồi nhớ bức trời nha. Dạ. Rồi giờ anh em mình vô tham quan nè. Chưa. Nếu như vô thì anh em mình tối phải làm một cái cầu phép. Dạ. Em có đem đèn à thầy? Trời ơi, ban ngày đem đèn chi vậy? Tối anh em mình soi. Cái đèn đâu trái? Cái này ỉnh vô là có điện à thầy. Cái này có nước nè, đây nè, ỉnh vô phải không? Đưa ra ngoài là nó sáng. Đưa trong là tối. Hay sao? Quá tào lao. Thôi đi vô nè, tào lao quá. Đó thì xung quanh ở chỗ này toàn là ruộng lúa không nha bạn. Bên đây toàn là những cái cây gì quên rồi ta. Cây cỏ voi ơi. Cỏ voi. Gì đứa cây cổ voi, đứa cây cổ thụ. Rồi đi vô làm gì vậy? Trời ơi em sợ lắm. Thẳng. Em làm gì vậy? Em đang kêu mấy bạn trong đây ra. Gì? Em đang đuổi nè. Em bớt ảo tưởng đi. Đừng. Đưa chúng em đi không sao á. Ôi. Em lo được. Xuống sao đi. Vô. Ngày vô đó là em sao? Trời ơi nãy đứa nào nói không sợ ma đâu. Ai nói hả? Thầy nói chứ ai nói. Thầy ơi. Ở trong đây không có ma mà có cái gì khác hay sao thầy? Ví dụ như có gì? Có con rắn. Ví dụ không sao à? Có rắn bắt rắn, có ma bắt ma, có cọp bắt cọp luôn. Có trang bắt trang luôn. Đúng không? Cũng cũng được nữa. Được liền á. Gì? Có Lê Nguyễn. Rồi giờ anh em mình vô tham quan nè. Nó ở dưới đây thì sao có mấy cái bậc nữa bạn? Em đang trồng cỏ rồi. Chắc hồi xưa người ta trồng mít hay gì đó quá. Trồng già thì trồng cỏ. Đó, thấy cái chuồng bạn. Cây cối sùm hết. Gì quá mọi người ơi. Hình như là không có đường vô luôn. Có cái này không có. Nhưng mà hình như là không có cái thầy. Có này thầy. Thầy. Rồi đi vô. Nguy hiểm quá anh em ơi. Hả? Đi tự chừng là lọt hố nha. Lọt hố là thôi xong. Sáng ơi, em làm gì vậy? Em đang đi vô này, em bảo vệ anh em. Trời ơi. Làm mấy chuyện đường buông. Rồi đây chỉ có một đường vô duy nhất nha các bạn. Ôi. Mà chắc không sao đâu, chưa mục đến cỡ đó đâu ha. Em nghĩ là vô được á thầy. Nhưng mà nó chưa mục, nhưng mà em thấy cái lỗ hang tùm lum hết trơn ở trên chảnh vậy thầy. Thầy. Thầy vô trước đi. Để cái nào đi vô cái ao sờ mu không? Không không đâu thầy. Đây là chấn thương sọ não. Không sao thầy ơi. Anh Tân đi điên sẵn rồi, chưa điên không nữa không sao đâu. Đúng rồi, đi trước đi. Đi anh Tân. Nói dạ. Bố mày đi Tân. Đi đây. Được không thầy? Được, cho mày đi kế em nè. Em bị gì thì thầy cũng bị y chang em thôi. Ok thầy, vậy anh em mình có nhau đúng không? Đúng rồi, em điên là thầy cũng vậy thôi. Cùng thôi. Trời ơi. Đây nè các bạn, cái trường học nè. Cái này không biết bao nhiêu năm rồi nha các bạn. Lâu dữ lắm rồi ơi. Lâu dữ lắm rồi đó. Đi ra đây nè. Đi ra gì? Nó gớp lỗ đầu chết luôn thầy. Ra đi. Kệ nó một tới kìa thầy. Ồ, mình không đụng chạm với đâu gớp. Buồn. Ê nhớ hồi đem mấy cái nóng mạo hiểm vô. Dạ mà đợi nóng mạo hiểm mới đâu thầy. Đúng rồi. Dạ. Nhỏ này đu từ nãy tụt vẫn tới mà cao mới vừa kéo lên xong á. Rồi mấy cái cây quạt vô. Cái gì nữa vậy? Có lẽ thầy với mấy đứa quên em lại. Thầy bắt ma, thầy bắt ma. Bôi. Chết rồi. Thầy. Thầy nhập ơi. Xuống. Em đi tôi cầu. Thầy ơi, cầu cho thằng bạn con sao, thằng anh nó con sao, nó điên hoài, nó không có hết khỏi bệnh đó. Ok, con lấy nhăn mũi đốt đi, mũi quá. Thôi, vô xả dài đi em ơi. Ủa, thầy nó nhăn mũi. Thầy nhăn mũi cho nha em ơi. Vô cầu luôn. Thầy nhăn mũi cho nha. Em tính cầu cho thầy hết, bị sơ gan cổ trướng mà nó vậy. Vậy đó nha.
Đó. Đây, ở đây bị đập hết rồi các bạn. Đây là cái cửa sổ bị hư rồi. Thầy ơi, đứng này. Thầy thấy cái gì này không? Lan đi. Thầy ơi, trời trời. Khác. Nó có một cái là thầy bị chân thương so nào. Cái mỏ em á. Rồi vậy thầy tính nó chạy ở đâu thầy? Nó ghê quá ha. Có chừng thầy đứng lũng này á. Thôi cái này thôi mình cắm ngoài đi ha. Thôi anh em. Thầy làm gì mà hồi nãy nó bằng mà thầy đứng nước gạch đúng không thầy? Nước cái nền người ta. Nước cái nền em gọi. Em nói thầy rồi, tên nhất à, thầy ăn vừa vừa thôi. Em đừng có xạo nha, nước sẵn rồi. Rồi nước nữa nè. Trời ơi. Bớt giỡn nha. Tét lại gai kìa. Tét nữa kìa thầy. Tét gì nữa. Trời ơi trời. Thôi đưa em bớt đi. Rồi giờ anh em mình đi ra nè. Phòng kia nữa thầy. Phòng kia sao vô? Còn 2-3 phòng nữa thầy. Ok. Cái giải này là 3 phòng. Rồi đi. Thầy đi trước rồi. Đi trước đi. Let's go. Có tỏi rồi bạn. Thôi giờ anh em mình đi ra nha bạn. Mấy cái phòng cái bên thì cũng tương tự nhau thôi. Đúng rồi. Nhưng mà nó cây cối ôm sầm quá, mấy anh em mình không có vô được. Nói chung vô cũng được á, nhưng mà nó kiểu như là hôi. Nhưng mà cái cửa nó không có vừa ở bụng này thôi. Anh ba. Điểm ba. Chị trừ luôn. Nói chung là nhà anh ba trừ hết lương, anh ba đâu sợ. Dạ nó, nhưng mà nói chung là nhà bạn nào chứ mình cách nhà thì nhờ thầy mình lại động đất nha các bạn. Sẵn anh em mình có muốn lăn rồi đầy đủ luôn nha. Thầy nhúng một cái thôi là tan nát hết luôn. Thầy nhúng cái xây nhà mới luôn. Năm sau cũng nhà mới. Thầy vừa làm động đất mà vừa làm ông địa nữa. Đúng rồi. Em là con lăn nè thầy. Ok, năm sau thầy sẽ động đất nhà em trước. Cái nhà em sập luôn. Thôi giờ mấy anh em mình cắm trại thầy ơi. Bây giờ anh em mình nói chung là ra đây dẫn cái lều lên nha các bạn. Dạ. Ví dụ như trời mưa gió thì mấy anh em mình vô trống. Dạ. Ví dụ như trưa nắng quá thì mấy anh em mình vô trống ăn uống luôn. Mà thầy, dạ. Thầy không nói trời mưa gió, không nói trời nắng thì nó sẽ không có nắng, không có mưa gió luôn á thầy. Đúng rồi. Chứ hả? Trời gì? Trời bão. Trời bão. Trời âm u. Trời âm u. Ủa? Trời nắng gắt. Trời ơi bão ta. Thôi 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 giờ nói chung là nói chung là bây giờ anh em mình dựng liều ngay tại vị trí này nha các bạn. Dạ. Yeah. Ok. Được chưa? Dạ. Yeah. Rồi. Dạ. Yeah. Dựng liều. Dạ. Dạ. Trời ơi mình đi. Dạ. Dạ. Cốt. Có nước không hả? Ừ. Sao được không? Ngon ngon á. Ừ. Nãy giờ người ta làm muốn chết luôn, hang bay nằm đây uống nước. Tao thiệt với mày luôn á. Ừ. Mỗi lần tao dựng cái liều lên là tao mệt muốn xỉu luôn á. Tao không uống nước là tao chịu không có nổi. Tính ra Cốt đậy có cái nóc liều không mà Cốt cũng mệt nữa. Đúng rồi đó. Còn thẳng nữa. Nãy giờ mày có làm gì đâu mà mày nằm đó. Tại tao lên huyết áp đó mày ơi. Thông cảm đi. Chắc nó vô trường tao sợ á. Tôi nhớ sợ phải là lên gáp đồ cốt. Chị nào mà nóng giận dữ lắm mới lên gáp mà. À, vậy là tôi bị tụt đường á cốt. Ủa, tụt đường là mệt lắm mới tụt mà ta. Tụt cái mỏ mày, mới ba lớn mà tụt đường. Tao cầu gia đạo mày bây giờ á. Đứng dậy làm lại coi. Ủa anh Tân, anh đi đâu trong đó vậy? Nãy tao nghe mày nói tụt đường nên tao hơi ngứa chân. Mày ngồi dậy không, tao cho mày lên đường bây giờ á. Ủa, anh Tân biết cách lên đường luôn anh Tân. Thằng mày luôn hả mày? Ý của anh Tân là quýnh cho mày lên đường luôn á. Mày có cái não đi làm gì vậy? Không biết suy nghĩ gì hết á. Dạ, quýnh đâu mày? Quýnh đâu mình chạy luôn rồi. Chỉ ngoại hay chỉ nội mày? Cái chỉ từ lưa trong đó luôn rồi đó. Ừ. Trong này có nguyên nữa. Mày nói vậy mày ở chỗ mày nằm nữa hả mày? Trời ơi, cái thằng này mày giỡn mặt với anh Tân hả mày? Lụm nó luôn anh Tân. Móc bớt giỡn mặt nha mày. Ây da. Lộn trời. Lộn gỏi luôn. Trời ơi, sao nãy giờ không thấy buồn chuối nào chín hết trơn vậy trời? Toàn mấy buồn nhỏ nhỏ không à. Ừ, không có lấy gì có buồn chín đấy. Trời ước gì em bẻ mấy trái chín thì em vừa nấu canh chuối ăn cho ngon rồi. Ê, ơi, chị có thấy gì em đang thấy không? Chị đang thấy những gì em đang thấy đó. Đi lại bẻ cho em. Vô. Ê, đó.
ơi, ơi khoan. Giờ ai còn bẻ chuối mà đứng nó bẻ đó chị Trang. Đúng rồi, mình phải bay lên mình bẻ cho nó có đậm chất miền Tây. Em biết 1 hay 3 là bay nha. 1 2 3 vô. Ủa nó sao không? Trời ơi, té giật mông luôn á. Ông cái bê rồi. Đứng lên, đứng lên. Sao không? Ê, gọi cái ê, bụng bẻ cho mình chút. Đi vô. Trời ơi, bẻ có buồn chuối à, mình mấy không còn gì hết trơn luôn à. Chị có nghe mấy ăn là miếng còi tàn chưa, lần đầu tiên em thấy luôn rồi đó. Giờ mình với hai chị nấu cơm với canh với lại thịt kho nha các bạn. Còn mấy anh con trai thì đang nướng gà ở ngoài. Mà công nhận nay thì cho ăn nhiều món dữ ta. Chắc Tết thầy chơi đổ đen trúng bánh lắm hay gì nè. Chắc vậy á, hôm bữa thầy nói với em là chơi đổ đen như một khúc luôn. Còn chị thì thua dài khúc luôn. Đã đến cốt. Anh em gì? Dạ nè, một cái là tới chỉ luôn á. Hả? Tới chỉ là tới sao mày? Thì tới vui đó. À hiểu rồi. Thấy không? Nhưng mà ai cho mày ăn gà? Không cho. Mày chỉ được ăn khoai thôi. Ok, khoai cũng được. Nhưng mà anh không cho nha. Mày ăn mày tháo bơm nữa ai chịu nổi. Chứ giờ em ăn gì anh Toàn? Vậy mày ăn than đỡ đi. Thằng này hay mày, cho một lai. Chứ sao mày? Dữ à. Mày không cho thì tao đi vô. Ê, mày đi vô trả gà đó mày. Trả gà tao mày. Thôi, tao vô với bà nhỏ con gái à. Mày đứng ăn gà luôn nha mày. Cuộc sống này á, tự gái là nhịn đói nha mày. Giờ mấy anh em mình sẽ ăn cơm trưa nha các bạn. Anh Phúc thì bị sổ muối hồi cà kẹt cho nên là đi nghỉ sớm rồi nha. Chỉ còn mấy anh em mình chiến hết cái đống này thôi. Anh em vô đây anh em. Vô nước nè anh em. Mà quên chưa vô nước nữa. Vô. Vô anh em ơi. Vô. 1, 2, 3. Vô. Ôi trời ơi. Vô. Vô. Sợ mày lên đi. Sợ. Mày phải ôm là tôi nằm xuống, nằm xuống sợ. Này tôi ôm, tôi nằm xuống luôn nè. Rồi sao nay không muốn sữa nữa vậy? Hồi sáng tôi phải cho em tôi, cái tôi đem lộn theo giờ tôi uống luôn. Bỏ xuống ăn cơm nè, uống hoài. Tôi uống xong nè ăn. Thôi kệ đi, ăn đi anh em ơi. Ăn đi anh em. Giờ mình xé con gà trước đi, tính gì tính nha anh em. Rồi xé gà đây. Rồi xé đủ đi thằng. Đây nè, đây nè. Ôi ai nướng gà ngon dữ ta. Tôi nướng chứ ai, còn phải nói nữa. Ê bạn ơi, nguyên đám nướng bạn ơi. Chứ bạn có cái quét mà bạn đòi nướng với con gà. Nướng biết nào chính con gà. Vậy là cốt. Hai ba. À, quá đã luôn nha các bạn. Mời bạn ăn con gà trước nha. Đóng chia cho anh em ăn. Đúng rồi. Thì để tôi ăn trước tôi chia cho anh em sao. Sẵn nhiều view chứ bạn biết luôn. Xin đi, xin đi. Mời bạn nha. Rồi xong, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Trời ơi. Ăn mà gớm lên nước cốt của tôi nè. Ôi được rồi, được rồi. Yeah. Mời bạn luôn nha. Ngon ba. Ngon. Da này cũng dai nha các bạn. Đặc biệt là cái lớp da nó ở trên vết thực tế với lại là đường đó. Nó ngon, cái cú gì ấy. Quá xả luôn. Cô biết sao vào. Sao? Đẻ mấy lứa rồi đó. Này bà cho em ăn trước đi, tí tuần sau cho. Thôi ăn đi rồi tôi ăn. Ờ không, ông bà ăn trước đi. Ok. Cặp cái nữa có miếng à. Dạ 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 dạ. Xém nó là rụng cái răng luôn rồi đó chị Trang. Nó muốn gớt luôn chứ rụng gì nữa ai. Mời mấy bạn nha. Sao sao
Được, ngon, 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 ngon. Ăn này mới ngon nè. Ôi, nhờ, ơi. Ngon mà không? Ngon tới miếng ớt luôn á. Cái bạn không biết gì mình. Miếng rau nha bạn. Còn gì không? À, được rồi. Miếng hành nha bạn. Đàn ông con trai gì không biết ăn ớt. Ăn có miếng ớt rồi le cái lưỡi rồi. Có. À, ăn miếng này nè, miếng bự hơn miếng đâu. Lộ miếng bự hơn nữa được không? Cháy luôn, cháy luôn. Cái đầu đũa dính nước ngã cay quá cốt. Nhưng mà ăn được ngon. À, thấy gì chưa? Không ăn cái gì hết. Sống gì vậy? Ớt mũ cút ơi. Ôi, mất công luôn. Được chết. Tôi giữ rồi đã. Biết rồi. Cốt, món đặc sản của cốt là cốt. Quên nữa cốt. Ê, mày cho nó ăn là tối nay khỏi ngủ luôn á. Bực quá dằn cái nóc lều lên trời chứ có gì đâu mày. Ăn cốt, lệ cốt. Nhưng mà cốt ém được không? Được. Nhưng mà cốt yên tâm đi. À, sáng tôi ăn sáng là ở nhà là tôi cũng ăn phai rồi. Dạ. Ôi. Không được. Mày hiểu không? Có hiểu không? Hiểu rồi. Dạ, ăn phai cũng bình thường. Bây giờ lỡ rồi, bây giờ anh em mình không ăn, chỉ có ảnh ăn chứ ai ăn giờ. Ừ, có mình tôi ăn chứ ai. Nè. định giả tạo, định giả tạo hơn 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 hơn. Rồi chiều rồi các bạn ơi, anh em mình sẽ ở đây chơi trò chơi. Dạ. Yeah. Rồi buổi trưa hôm nay ngủ nói chung là có ngon giấc không? Dạ yeah, ngon. Mà hơi ấm u một xíu. Cái cây nó lạnh sống lưng hơi luôn. Hơi sợ thầy. Sao âm u sợ? Ngủ nhà quen, ngủ trong giường quen sống lạnh luôn thầy. Đúng rồi thầy. Ờ. Kiểu nó kỳ lắm thầy ơi. Không sao, tối nay còn lạnh hơn nữa. Ơn hạnh phúc để ngủ. Yeah. Mơ đi Diễm. Mơ đi Diễm. Rồi chiều nay anh em mình sẽ ở đây chơi trò chơi ở dưới nước. Dạ. Yeah. Biết chơi gì không? Dạ không. Hả? Em biết. Ồ, vậy hả? Dữ. Nói đi em. Lặn đùa dưới nước. Xài bét. Gì nữa? Lặn hả? Dạ. Đi nghỉ quá à. Nói chung là cái trò cũng thuộc dạng giống lặn. Dạ. Nhưng mà anh em mình chơi nói chung là không phải lặn. Ủa? Ủa là sao? Em chơi trò gì thôi? Vậy dưới nước có cái trò gì mà rất là đơn giản, trò gì? À, em biết là trò lộn mình. đừng đi thôi. Đó chính là trò bơi lội. Ủa? Dưới nước cũng phải bơi lội mà thầy. Hả? Dưới nước cũng phải bơi lội mà. Ừ, thì mình chơi bơi lội. Bơi lội. Nhưng không phải chơi theo kiểu cá nhân. Ủa chứ chơi sao, sao thầy? Chơi theo cặp đôi. Chia đôi. Đúng rồi. Chia đội chứ không bao giờ có cặp đôi đâu. Mà đặc biệt không phải là bơi cùng một đội. Chứ sao hả? Là lượt chơi như thế này. Giờ ví dụ như Thoại với Thẳng Báo đi. À rồi, cái ví dụ này không được thầy. Là ví dụ như hai em một cặp đi. Là một trong hai sẽ có một người ngồi lên vai là y chang như cổng á. Nhưng mà cái này đừng có thí dụ thầy ơi. Thí dụ là vậy với mày. Đúng rồi, xong rồi. Xong rồi mình sẽ có 3-4 đội đúng không? Dạ đúng. Bơi đua ai về đích trước là người đó chiến thắng. Trời ơi, trời ơi, dễ. Dễ quá vậy thầy. Dễ không? Quá dễ luôn. Mà cái này là phải ăn ý mới được nha thầy. Đúng rồi thầy. Ừ. Nhưng mà em cái thằng này không được. Không được thầy ơi. Ok. Dạ. Nói chung là không được buông ra là quay lại vị trí ban đầu là trần thua luôn đó. Dạ rồi. Hiểu chưa? Không được buông đó Phương nghe nha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ chia đội. Dạ. Nhưng mà hai đội không thầy, em với anh Tăng ra tù xì luôn. Không có tù xì. Ủa chứ sao lại. Hôm nay mình sẽ chơi theo kiểu cặp đôi. Thì đôi mình đôi hai người bạn. Tự chọn luôn đi. Chọn hả? Thầy dụ anh em mơ. Hôm nay thầy có cái gì vui lắm mà thầy mới cho anh em mình tự chọn đội. Không có đâu em, thầy dụ nó. Chứ đó giờ thầy có bao giờ cho tự chọn đâu. Thầy đã giảm được 10kg rồi các bạn. Tại vì đầu năm đầu tháng thì nói chung là thầy dễ chịu xíu hơn. Yeah. Nguyên năm dễ chịu. Yeah. Rồi. Nhưng mà thầy chưa nói con sao. Rồi bây giờ ai muốn chọn cặp nào thì chọn đi. Yeah.
Rồi trước tiên đi, cho hỏi trước nè. Em trước luôn nha thầy. Rồi. Anh em mạnh như trước. Ok. Được không, được okay. Không? Chị Trang. Ủa, mày. Mày đó, mày đó nha thầy. Được nha. Thôi chứ anh em mạnh. Anh em mạnh. Nè anh quan trọng kìa, anh trọng hơn anh đó. Gì mẹ lái kỹ em. Nhưng mà chị Trang nhẹ lắm thầy. Anh em mạnh. Từ từ đi, tôi trọng cái coi. Đúng rồi. Mẹ kìa, trời ơi. Anh em mạnh anh Phước. Rồi, hello. Đã là vậy em với anh Tân luôn đi cũng được. Đây, đánh lại qua đây cho rồi, ok, đánh vậy đánh là hỏi với Tân ha. Không có, là em lại như đây rồi. Bạn luôn, tôi bạn. Ai tôi không chơi bạn. Ok, em mến. Không chịu thì về chứ ngủ hả? Rồi, giờ tới ai đi? Ai mà bạn này ai? Bạn ăn rồi. Em vô bò anh ba nè. Chị Trang bò em nè. Rồi. Vậy có mới vậy? Có bò thôi. Ồ, được rồi, tôi có bò này. Kìa, lẻ anh ba rồi sao? Má, ba bị lẻ anh ơi. À, thôi là tôi. No. Lý nhưng mà anh ba có ai đâu làm bò. Nhưng mà em nghĩ coi anh ba đã bị giật cái chân rồi, cổng thầy cái giật cái chân ở dưới nước rồi. Thì chắc chắn là anh ba rồi bò thầy rồi. Nhưng mà anh ba sẽ làm trọng tài phụ thầy. Tại vì sao ạ? Nói chung là vậy nè các bạn, anh ba thì bị hỏm, bị chuột rút á, đó là rút tứ chi lần. Nên là không cần diễn tả, không cần diễn tả. Nên là rút tứ chi là rút bốn người tên chi. Đúng rồi. Nên là không có cho anh ba bơi nhiều được, sợ anh ba bị chuột rút bất tử. Nói chung là cứu anh ba không kịp. Anh ba đâu bơi đâu hả? Anh ba lặn một đồ. Bắt đầu là đặt công không, mình sợ lắm thôi, sợ anh ba lặn cái không lên luôn. Nhưng mà thầy nói có giải thưởng còn em sao thầy? Thì ăn chung với thầy. Ủa? Nhưng mà thầy đưa giải thưởng mà. Ủa gì kỳ thầy? Nói chung là giải thưởng hôm nay ha. Dạ. Rất là đơn giản. Dạ. Đó là đội nào thắng sẽ được phần gì giờ ta? Đó chính là một phần trái cây. Wow. Ok chưa? Dạ ok. Rồi em sao được ăn với thầy thầy? Hả? Rồi em sao được ăn? Thì nói chung thầy ăn gì em ăn đó. Rồi ok ha. Later. Rồi đã lên vị trí của mình chưa? Rồi. Nè lưu ý, ai mà bị vuột ra mà vuột ra là phải trở về cổng một cái nha. Dạ. Thầy ơi, chưa gì hết nên em thấy thẳng rung cầm 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 cầm. Rồi chuẩn bị chưa? Rồi. Chuẩn bị xuất phát. 3, 2, 1, bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Nước cái đầu lên. Vâng, vâng, thổi đây rồi, với sĩ trước nha bạn. Chi rất là tốt hả sao? Rồi, chắc là Minh Thọ chiến thắng rồi. Minh Thọ chiến thắng. Rồi đã dán dành về trọng và thôi. nhưng mà nếu phần trái cây đó được đồ ăn ngon em sẽ chia cho thằng cho thầy 7, tôi em lấy 3 thôi. Đúng rồi, tại vì công thức của thầy bơi từ bển qua đây nó cực dữ lắm, nó cực lắm rồi. Cái gì vậy thằng? Em đang diễn cả thầy nè. Rồi nói chung là cái trò này cũng khá là thú vị nha bạn. Hay không? Nhưng mà đổ cái này nè thầy. Thành Khang á thầy, tưởng em là cái cây cọc đình nha. Vô chưa vô tới bờ nó tự nhiên gãy em xuống luôn. Đội nào thứ nhì ta? Dạ, đội ca hả? Đội là thứ ba em. Em à. Đội của Tân Chi. Hai đứa đắm chìm dưới sông luôn. Cái đội không cần cầm cam cũng thắng nữa nha bạn. Nhưng mà người ta không cần thắng, người ta chỉ cần hạnh phúc thôi ơi. Ok. Rồi dạ anh em mình nói chung là bơi về rồi tắm rửa đi. Dạ ok. Rồi dạ. Let's go. Let's go. Đi. Mày anh em ơi, em
Thì ngày hôm nay buổi tối thì thầy sẽ đãi cho mấy anh em mình ăn mì gì cốt? Mì nhớt. Hả? Miếng mà. Miếng sườn heo. Miếng. Miếng sườn heo nhưng mà cái trên cái tựa đề của gói mì á bạn là mì. Nhớ. Là cái gói mì này vô là nhớ mãi không mãi. Mãi. Miếng nhớt. Miếng nhớt là gì nhớ. Là hũ này nó hồi làm mà. Miếng. Mở cái ga đổ cho mẹ đi. Thôi mệt quá có ăn được rồi. Đúng rồi. Trời ơi, miếng nhớ mà có trứng thêm một cái ha. Hết sảy luôn cậu ơi. Ăn một trứng là bị chinh nhiên cơm. Nói chung là hôm tối nay thì mấy anh em mình sẽ ăn miếng nhớ nha bạn. Đây, miếng nhớ mà còn có trứng thì thôi luôn. Nước nước sôi kìa, chế chế vô lẹ. Chế vô cốt. Khoan. Cái gì nữa? Mẹ mới nhường cho con gái trước chứ chân hả? Đúng rồi. Bà nhường muốn cơ trước nè. Đây. Đi ăn vô chưa, ăn trước vô chậm trước thì tối gặp ma sớm trước cũng vậy à. Ngồi ngồi đi đợi được không? Đợi. Đây. Cốt. Mày này biết trả lời rồi đó cốt. Hay dữ lắm mày. Hay không được rồi đó. Cốt. Quỷ. Quỷ con gái chứ nghe chứ. Ừ. Anh lớn rồi đây nè. Ôi. Con nghĩ mày ơi. Tao con gái mà ông làm con gái hả? Vô nước anh em ơi. Không. Không. Nào, một, hai, ba. Đó. Một, hai, ba. Vô. Vô, vô, vô. Nhưng mà anh mà. Vô. Vô. Cảm nhận hương vị Pepsi, ngon tuyệt vời. Ăn anh em ơi, ăn anh em ơi. Vô. Vô ăn. Còn khói luôn, còn khói luôn. À, khác. Hả? Làm gì vậy? Ăn hổ. Ăn giỡn đâu hả? À, ăn hổ nè. Ôi. Rồi, đây. Của tao còn gì đâu ăn mày. Dạ. Cho nè. Rồi đợi cái. Cho mày tà lanh tà lẹt. Cho mày nhỏ mày sung. Chừng nhịn ăn rồi còn đâu ăn nữa. Ở nó chơi thôi mày. Thấy mày cũng tội nghiệp cho mấy nè. Bớt sung như vậy. Nói đúng rồi. Biết được rồi. Nước nè. Anh em có ai ăn hỏi không? Có nha. Ăn cốt cho nguyên trái không nè. Thấy thường quá. Đây. Bào đi. Dẹp giùm này cái ơi. Chứ ai cho ăn này giải thưởng của ta mà. Đúng rồi, quên đi cốt. Đúng rồi. Nè cốt. Nè có thấy chút thiếu gì không? Thiếu gì? Thiếu muối phải không? Đúng rồi. Đây, đúng. Có hỏi mà không có muối sao mà. Đừng đưa chị dây, đừng đưa chị dây. Nè. Mà ơi. Chào dịch mới được. Chị hai chứ. Bên bây giờ em. Bên kia giải nhất, bên đây giải nhì mà. Em quy tính với chị luôn. Okay. Anh gì đúng mày không muốn. Ê, anh đâu có miếng à. Cứ hai chứ. Tính ly này lên đầu anh không? Dạ dạ cứ đưa đây. Chị đưa đây em. Chị mơ hả? Giải hai đâu có được cái gì đâu mà đòi ăn nổi. Đúng rồi đó. Đi ngoài ngậm mấy cây cỏ lao ăn đi. Trọng tài làm chứng nè. Mơ đi em ơi. Mơ về mua cái. Ôi. Có hai cái ổi cũng mua. Còn ai ăn không? Còn ai ăn không? Không. Ba cho anh ba trái luôn. Mà lấy cắn không được đâu. Cho anh ăn trái luôn nè. Ăn mất công. Ăn thùng nữa cốt. Ăn đi anh em. Anh em tính sao rồi anh em? Ngon. Mình hơi đông ha. Mình hơi đông á. Anh Đông ơi, cái kinh giờ chắc nó ấm lắm á. Đúng rồi, cái này bài kinh tắm không lắm à. Trời mấy anh để cho ăn đi. Trọng ăn này vô xình bụng á. Xong cái đi vô liều á, ngủ kế nội nữa. Ôi. Mấy này có bằng lĩnh hay không? Đúng rồi, có bằng lĩnh rồi. Rồi thì mấy anh em cũng đã ăn cái gì? Ăn no. Ngủ kỹ. Dạ ba. Ăn no xong mình nha bạn.
Bây giờ mấy anh em mình sẽ đem trái cây của thầy phát cho mình với Thanh Trọng. Lúc chiều cho trò chơi chiến thắng đem ra ăn luôn. Ok. Đấy, mà mình với Thanh Trọng chưa không mà anh đi ăn muốn hết còn có mấy trái các bạn. Cô ơi. Bây giờ anh em mình có uống hết nước luôn rồi. Bây giờ anh em mình chào tạm biệt các bạn đi vô ngủ nè. Em đừng có gấp. Chứ ở đây làm gì nữa mũi cũng chết đây nè. Anh có món quà gửi tặng đến các em và các bạn. Thôi, anh ta có cái món quà không? Thấy được đâu các bạn ơi. Trời ơi, anh có câu chuyện này muốn gửi nó mấy đứa nè. Chuyện vui phải không? Vui không? Đúng rồi. Ok, nghe cho mình nghe nè. Rồi, rồi bây giờ anh kể đi, em với Thanh Trọng làm đạo diễn luôn. Ok. Câu chuyện được mang tên Thân Trung. Thằng Trùng à, là tôi với Cốt đi dưới sông đi lên là thằng Trùng. Cốt dưới đất tôi là thằng Cốt Vận Dung á, thằng Trùng. Thôi vậy ngồi ngồi thử coi anh kể hay sao. Thằng Trùng nghỉ nhập về. Ủa chuyện biết chuyện gì chưa? Là lạ mà. Chưa. Vậy anh, kể đi. Bắt đầu nghe nè. Ok. Vào một đêm rằm 16, buổi sáng khoảng 8 giờ, có một đoàn thanh niên đi dã ngoại trong khu rừng. Những đoàn thanh niên ấy gồm 9 người. Đi giống mình đi dữ à? Đúng vậy. Đoàn thanh niên ấy bắt đầu cắm trại, đi sâu vào trong rừng để tìm những thứ thiên nhiên mới mẻ. Anh tặng nó lớn lớn mình coi, anh tặng nó nhỏ xíu em xếp xếp vô cũng nghèo luôn nè. Ok ok. Đang kể à. Đoàn thanh niên ấy gồm 5 nam 4 nữ. Điểm cái gì mấy đứa? Không có gì hết. Ok, bắt đầu vô câu chuyện thật sâu nè. Trong một buổi sáng, khi các bạn còn lại đang cắm trại, thì có một bạn nam đi ra ngoài méo bờ sông để chuẩn bị lấy nước về cắm trại sử dụng. Và bắt đầu thấy một bao túi ni lông ở dưới sông. Cậu thanh niên ấy tò mò, không biết cái bao nào mà nằm ở dưới đó rất là lạ, cũng rất là to. Nên cậu thanh niên ấy bèn lội xuống sông, vớt bao ni lông lên. Đùng! Chưa! Đập mối! Anh đập tâm mà anh Tơ! Anh đập mối! Sao không em? Không sao. Anh đập mối mà! Không sao. Anh lớn thì kỳ quá anh Tân ơi. Tìm. Cậu thanh niên ấy bắt đầu khui bao ni lông ra. Cậu ấy hốt hoảng mặt tái nhợt vì hết máu. Bộ hiếm hết thể. Không, chứ được hiếm anh xì. Trong cái túi ấy có 7 cái xác. Cậu ấy không dám mở một lời nào. Bắt đầu đi về chỗ cắm trại. Vào đêm đó, mọi người đang đốt lửa chạy vui vẻ. Cậu ấy thì mặt tái nhợt, không một giọt máu trên mặt, rất là xanh. Bản lẽ đi nhón gót ra hàng sau. Trong khi mọi người đang cắm trại vui vẻ thì bỗng nhiên đưa tên kể hết câu chuyện chưa? Chưa. Anh làm cái gì mà nãy giờ 2 lần rồi đó. Không được. Có đồn mà. Chuyện này kết thúc từ đây thôi. Thôi đi vô đi. Đang ngay. Không được đâu. Bây giờ khóc quá thì khóc luôn rồi bạn ơi. Thì nói hẹn với bạn ha, cắm trại lần nào lần nấy cũng vậy bạn ơi. Hết mấy đứa gái khóc lên rồi tới mấy anh em mình khóc. Thôi bây giờ mấy anh em mình tập trung đi vô lèo ngủ sớm đây để cho mấy con gái về ngày mai còn đi học nữa kìa. Ok đó, anh không kể nữa. Khóc sướt mướt luôn rồi bạn ơi. Rồi mấy anh em mình tạm biệt các bạn như thế nào. Ok ok. Nếu như các bạn thấy video 24 giờ cắm trại của mấy anh em mình hay thì nhớ cho mấy anh em xin một like, đăng ký kênh chung để ủng hộ mấy anh em mình nhé bạn. Bye.